Rồi chào các bác nhé, hôm nay chuyên này giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm, đó là cái cây taro xịn sò của OSG Japan nhé, M3, M4 và M5. Nước đã tuyển chọn rất là kỹ càng, xấu bỏ bé mẻ không bán nhé, hàng vừa bán hàng đẹp đây nha. Đan lựa ra đây 3, 4, 5. Các bác cần thì liên hệ 0989821011 nhé. Là dồ thép cứng chui cứng, hàng chui cứng phú loại tốt nhất dòng gỗ OSG nhé. Cây hư quá rồi, có mấy cây nó bị cháy. Hãy nói là khi em gửi đi thì em mới lọc cho anh kia em kỹ nhá, cây nào đẹp thì em lấy nhá, mới gửi. Đó. Giá bán lẻ là 400k một chục, 450 là 500 ca chục. Cái này còn có chục cây à? Các bác nào cần thì liên hệ nhé, 0989821011 Zalo. Chuyên thép inox, thép cứng, chuyên chỉ inox các loại, bao ngọt cho anh em. Rồi xin chào, anh em xem được like và chia sẻ. Anh em chưa đăng ký kênh nhớ ấn vào chữ đăng ký, dùng chuông chọn tất cả các video để có video mới thì anh em sẽ xem được nhé. Và xin chào anh em, cảm ơn anh em.